Hôm nay các bạn hãy cùng mình đến thăm chùa Hương nhé. Năm nay nhà mình đi vào mùng 1 tháng 5 dương lịch, thời điểm cuối hội cho đỡ đông. Trước tiên mình vào thăm đền Trình. Đền Trình là ngôi đền nhỏ nằm ngay bên bìa phải của dòng suối Yến, cách bến đò khoảng 500m. Đền Trình được xây dựng dưới chân núi Ngũ Nhạc. Ngũ Nhạc là một dãy núi gồm 5 ngọn núi liền kề nhau, tạo thành một vệt hình dáng giống một con rồng xanh, nằm phục gác ở cổng trời Nam. Tại đây thì có thờ các vị sơn quân canh giữ rừng núi, cửa chùa. Có một tục là ít ai bỏ qua là khi ghé thăm chùa Hương là chúng ta phải đến đền Trình trình diện trước. Trên đường vào đền Trình thì mình có thể mua vé tham quan ở trên đường vào đền Trình. Nhà mình thì chọn mua vé của cô lái đò. Giá vé tham quan thắng cảnh và xuồng đò là 130.000 đồng một người. Nhà mình đi 5 người thì hết 650. Người lái đò có xin thêm tiền bồi dưỡng thì nhà mình đi một thuyền nên là bồi dưỡng thêm cho người lái đò là 300.000 nữa. Đây là phía bên trong khu đền mẫu nha. Sang tiếp phía bên phải của đền chính chính là cung thổ địa. Phía trước đây chính là cung thổ địa đây. Sau khi thắp hương ở đền Trình xong thì mình sẽ đi thuyền qua suối Yến sang thăm chùa Thiên Trù nha. Chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là một danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng nổi tiếng của Hà Nội, cũng là di tích quốc gia đặc biệt. Khi đến chùa Hương, nếu các bạn mà đi bằng xe cá nhân thì sẽ gửi xe ở bãi gửi xe, sau đó đi xe điện hoặc là đi xe ôm vào đền Trình. Nếu mà đi xe ôm thì là 20.000 một xe, có thể chở tối đa 2 người, còn đi xe điện thì là 10.000 một người. Nếu các bạn cần viết sớ thì ở đền Trình hoặc là trên đường vào chùa Thiên Trù hoặc là động Hương Tích đều có chỗ bán lễ và viết sớ. Trên đường ngồi thuyền vào trong thăm chùa Thiên Trù thì cảnh ở đây rất là đẹp luôn nhé, mà đi trên sông rất là mát. Phía trước kia chính là bến đò rồi đấy. Có một lưu ý là khi nếu các bạn mà cần ăn trưa ở chùa Hương ấy thì nên xem review trước khi ăn ở các quán nhé. Nên các hội nhóm xem review ấy. Chứ hôm nay mình lên, mình có ăn phở ở một quán ở dưới chân bến đò ấy, thì thực sự là không ăn được luôn. Hoặc là các bạn cũng có thể mang đồ ăn ở nhà mang đi. Mình đã đi qua cổng soát vé và bây giờ đang lên chùa Thiên Trù nha. Ở hai bên đường đi thì có rất nhiều cửa hàng bán những đồ lưu niệm hoặc là những cái đồ đặc sản ở chùa Hương ấy. Phía trước kia là lối đi lên chùa Thiên Trù nhé. Kiểu kiến trúc của chùa Thiên Trù có tên là ngũ môn tam cấp, tức là 5 cửa 3 bậc, qua cổng là đến sân, hai bên sân là hai dãy nhà làm nơi ăn nghỉ cho du khách trong ngày hội. Qua sân là đến bảo thềm thứ nhất, đây cũng là một cái sân. Qua sân bảo thềm thứ nhất là đến bảo thềm thứ hai là một cái sân cao hơn. Phía trước kia chính là vòng xoay kinh luôn kìa. Tiếp đến sân bảo thềm thứ ba cao hơn một chút. Qua hai cửa tam quan nối vào tam bảo chính là nơi thờ Phật. Hai bên tam quan là gác trống bên trái và gác chuông bên phải. Chùa Thiên Trù tọa lạc trên thềm núi Lão, được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông năm 1460 đến năm 1497. Theo một số sử ký còn lưu lại thì có chuyện kể rằng là trong một chuyến tuần thú phương Nam lần thứ hai,
vua Lê Thánh Tông cùng tướng sĩ qua vùng núi Hương Sơn và nghỉ lại ở thung lũng núi Lão và cho quân lính thổi cơm ăn. Trong lúc thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, vua xem thiên văn thấy vùng này ở vào vị trí của sao Thiên Trù. Nên nhân đấy, nhà vua đặt tên cho thung lũng này là Thiên Trù. Sau lần đó, sư tổ Viên Quang Chân Nhân chống gậy, thiền vượt suối, trèo non cùng cư dân vào dựng thảo am thờ Phật, khai sáng thiền môn Thiên Trù Tự. Chùa được ví như biệt chiếm nhất Nam Thiên, có nghĩa là lâu đài nguy nga tráng lệ nhất trời Nam. Giờ mình sẽ đi tiếp sang nơi thờ Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Giờ mình sẽ đi tiếp xuống phía dưới nhé. Trên đường đi ra thì mình có thấy có một lối là dẫn lên cánh cổng ở phía trên kia. Nhưng mà thấy cửa đóng nên là mình cũng không đi lên nữa, cũng không biết là sau phía cánh cổng kia có gì không nữa. Giờ mình đi tiếp ra phía sau chùa nhé. Sau khi tham quan xong chùa Thiên Trù thì mình sẽ đi tiếp sang ga cáp treo để đi lên động Hương Tích nha. Nếu mà các bạn đi bộ lên động Hương Tích thì cũng đi đường này. Ở hai bên đường đi thì có rất nhiều hàng quán. Nếu mà các bạn mệt thì cũng có thể vào đây nghỉ chân nhé. Trên đường đi lên ga cáp treo thì có đi qua động Tiên Sơn. Nếu mà bạn nào muốn vào tham quan thì đi lên nhé. Nay nhà mình đi muộn nên là cũng không ghé vào thăm động.
Phía trước đây chính là nhà ga, mua vé thì ở ngay phía bên phải hoặc là bên trái nhé. Giá vé khứ hồi năm 2023 là 220.000 đồng người lớn, trẻ em cao dưới 1m2 là 150.000 đồng. Giờ có vé rồi thì mình qua cổng soát vé để đi lên cáp treo nha. Đi cáp treo thì mình ngắm được cảnh phía dưới rất là đẹp nha. Qua ga này là ga gần chùa Giải Oan nên là mọi người hay vứt tiền xuống dưới đây nhé. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là không nên làm như vậy. Mình có thể mang tiền vào cúng dường trong chùa chứ không nên vứt xuống đây. Phía bên trái đây chính là chùa Giải Oan. Chùa Giải Oan cũng là nơi thờ phụng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm làm Phật chủ. Giờ mình đã đi đến nơi nhá, mình đi tiếp lên động Hương Tích. Ở trên này thì hai bên đường cũng có rất nhiều hàng quán bày bán đủ thứ như là quà lưu niệm, đồ ăn, đồ lễ. Giờ đã đến cửa động Hương Tích rồi nhé. Đi từ cửa động xuống phía dưới động thì phải qua 120 bậc đá được xếp dẫn gọn gàng. Vào đến động Hương Tích này không khí thực sự rất là mát luôn đấy. Hệ sinh thái dưới động Hương Tích thực sự là rất là đẹp. Phía trước ở giữa động kia là khối thạch nhũ, người dân gọi là đụn gạo. Theo truyền thuyết thì động Hương Tích là miệng của một con rồng lớn và núi đụn gạo chính là lưỡi của con rồng lớn đó. Giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới tòa Tam Bảo ở dưới động nhé. Vào động Hương Tích thì du khách sẽ bắt gặp vô số những nhũ đá mang tính linh thiêng như là măng đá, cây đá với nhiều hình thù kỳ diệu, biểu tượng như núi cô, núi cậu, cây vàng, cây bạc, nong tằm, né kén.
Phía trước kia chính là tòa Tam Bảo. Chuyến tham quan chùa Hương Động Hương Tích của mình xin kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp ông bà, cô chú, anh chị vào các video tiếp theo. Xin chào mọi người.